Đây là cái này là quyển sách của cậu đổi lại nha. Ở trên kia là không phải, còn cái này mới đúng chính xác nha. Cái này cái này là cái hoa sen nè. Bây giờ Khang Thắng Tây cũng cập nhật cho tất cả quý cô chú anh chị em. Cái hoa sen này là cũng đổi lại luôn nha, trên mộ cậu cũng đổi lại hoa sen mới luôn nha. Đổi lại trên mộ của cậu Năm cũng như nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó cả nhà. Đó. Đó. Chú anh chị em mình sẽ thay đổi hoa sen mới. Đổi lại luôn. Thay đổi hoa sen mới luôn. Đúng rồi. Cả nhà. Thay đổi tất cả luôn. Thay đổi bông sen trên mộ cậu hiện nay là cũng giờ bây giờ thay đổi lại bông sen này nha cô chú anh chị. Cái này là chắc anh nghĩ là thay đổi cuối cùng quá. Thôi chứ bây giờ thay đổi hoài luôn rồi. Tới trăm ngày rồi. Còn ở bên đây là hôm qua chị Loan xuống đây á, chị Loan quyển sách là mặt khóc mặt cười. Quyển sách này mặt khóc mặt cười của anh Thắng. Đúng rồi. Kể lương ngày xưa hay ra tuồng là thì những cái vai diễn nào mà cậu đóng á là cậu lấy nước mắt khán giả, còn vai diễn nào mà hài hước á là cậu lấy nụ cười của khán giả. Là tượng trưng cho những cái cuốn sách, những cái vai diễn để đời của cậu đó. Đúng rồi. Nhưng mà cuốn sách này dày quá anh ơi. Dày là tượng trưng là cậu đóng rất là nhiều, nhiều tuồng luôn. Rồi mấy anh em tin chưa? Rồi tin rồi, giờ đây là sự thật 100%. Vô tới sở quay nè, cô chú anh thấy là đang vô tới xưởng nè. Đây là Giang đang vô trong xưởng đá luôn nè. Quý cô chú anh chị em mà thấy không biết. Cái này là cái bắp sen này cũng thay đổi luôn nha. Cái đây là cái quan của cái cuốn sách này nó cũng dày lắm cô chú anh chị ơi. Sách nào nữa là dày luôn ha. Đó dày ha. Dày luôn. Lấy lên tầm 5 phân á. Cũng rồi dày lắm. Này dày lắm rồi. Sách ở trên mộ của cậu nha. Cái này nè chắc là mình sắp lại vậy quá. Thay đổi lại thay đổi lớn ngày hôm nay. Cái này nè bên kia nè, cái này nè bên kia có đúng rồi. Đẹp mà. Vậy hai ông biết phải không? Này sắp lại sao ta? Cái này nè, cái này nè. Cái này nằm đây nè. Tôi xây anh sắp sao cho nó đẹp cho anh cho mọi người xem. Rồi hai cái lá trên sao anh? Trời ơi. Rồi có anh thợ xây rồi. Đẹp quá. Đẹp hơn cái mẫu cũ nhiều ha. Sao đẹp quá. Cái bông sen, nở luôn nè. Đẹp vậy. Ồ, đang chụp cái lăng anh hai lắng. Quá tuyệt vời anh em ơi. Quá tuyệt vời. Quá đặc sắc rồi. Ai chụp xong rồi ve máy ra. Quá rồi. Quá đẹp. Quá đẹp. Đó anh chỉnh lại cho ghế là đẹp ha. Ủa là vậy hả? Ủa vậy hả? Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đưa cái bông sen lên là đẹp rồi. Đúng rồi. Quá đẹp cả nhà. Không ngờ cái này là tin bất ngờ luôn cô chú chị. Cái này là tin là không ai biết, đừng nói chùm nha. Không ai biết đâu, lên trên mạng là thì mình đăng lên xong mình nói sao. Đó cô chú anh chị mình cũng thấy quá quá đẹp rồi, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Qua đây bây giờ đáp luôn, giờ ra đáp luôn cô chú anh chị ơi. Cập nhật đi anh, cập nhật nhanh lên. Rồi cập nhật nhanh lên đi, thôi anh đợi cho em cập nhật xong rồi các anh ra đáp. Em đi miêu tả cái đã. Wow, cảm ơn anh nha. Anh tả cái quyển sách đi anh. Thì cái quyển sách này thưa cô chú anh chị rất là dày ha. Cái bề ngang của nó là khoảng chừng hơn 4 tấc rưỡi tới 5 tấc. Dạ cái chiều rộng của nó là khoảng chừng 3 tấc rưỡi. Giờ để cho mấy ảnh đi lại gấp đi, tới giờ làm rồi. Mà để xíu nữa mấy phút à? Rồi ảnh cho 2-3 phút mà. 2-3 phút nữa. Anh cho anh cho 2 phút hả? Anh cho 3 phút nữa. Cái sen đi anh, cái hoa sen đi, lỗi dương đi. Review cái hoa sen đi. Review đi anh. Cái lỗ âm dương á thì nó tới 5 chi tiết đằng cô chú anh chị ơi. Cái chi tiết chính là ngay chỗ lỗ âm dương á là một chi tiết, là 4 cái lá bên 4 phía bên thì cái 2 cái lá giữa thì rất là bự, 2 cái lá ở phía bìa thì nó hơi nhỏ tí xíu, nhưng mà nhìn tổng thể là rất là đẹp hơn cái mẫu cũ rất là nhiều luôn đó. Tin này là cũng là vui, thay đổi mà nó đẹp hơn thì cái Bùi Hải Vlog nha. Đi nha. Là quê hương của bác. Quê hương Bác Hồ nha. Đến từ quê hương của bác nha cái nhà. Đàn Nghệ An tới hả? Nghệ An. Đàn Nghệ An đó. Công muốn mới cho quay được mặt với anh chứ. Đây à, hai anh đã Nghệ An, đi hai người. Luôn rồi nha. Anh đi mấy người? Đi 5 người. 5 người rồi hả? Rồi
5 người luôn. Mấy anh cho tụi em chụp mấy anh một bôi hình được không? 5 người đâu đâu, ai nữa, mới 2 người còn 3 người nữa. Thắp hương xong đi rồi chụp. Rồi để cho anh thắp hương đi. Đó, này là 3 người rồi nè. 3 người rồi. Ờ, đồng quá. Quá xuất sắc luôn. Có chịu. Này, khán giả hoài từ Hoài Nghệ An vô tới trong đây kiếm ngộ cậu. Rồi đi la quải nha, quay mấy anh kìa. Thẻ lên, thẻ lên. Đó, đây nè, anh đây. Ngay đất nước của tôi là 5.000 năm rồi. À, vâng. Quá tuyệt vời đó. Đồng hương đó. Đồng hương đó. Đồng hương đồng hương đồng hương đó. Đồng hương đúng rồi. Đồng hương đồng hương đó. Tuyệt vời. Đấy là mình đến từ Nghệ An. Một người đến giếng cậu cả nhà. Quê hương của bác đã đến. Quê hương. Nó sớm với bác Hồ đó. Cùng sớm với bác Hồ hả? Người con của bác. Hả, bồ câu quá trời luôn anh ơi. Quê trời ơi. Bồ câu quá trời bồ câu luôn. Quá trời ơi. Đây, cả nhà không thấy bồ câu nè. Đó. Trời ơi, bữa nay làm gì bồ câu bay về quá trời ta. Tin vui, tin vui. Dạ thì anh đó thì ảnh vào quyến cậu Năm xong cái ảnh ra về, anh có biết ảnh này không? Nghệ sĩ hay ca sĩ gì? Bí mật, lát nữa em lên cáp cho. Câu nè. Bồ câu nè, cái nhà bồ câu bên giữ mộ của cậu Năm. Đó, quá đặc sắc luôn cả nhà. Đó, bay ra. Lẹ, trong đây có biến. Có biến. Có biến. Anh chỉ ai vậy? Anh cầm chi phụ đi vặn à, có à? À, có lì xì hả con? Có cô đi. À, cô hỏi cho biết. Rồi, cô cầm vào. Anh cầm chi phụ. Vậy là cô yêu mến à, thằng Tâm chi phụ luôn rồi. Tâm chi phụ dám nhận luôn. Tâm phụ được chưa đâu? Tính cô tính lên tiếng mà Tâm chưa nói, nó chặn lại, không nói chưa được phải không con? Tâm này kỳ quá là nhận làm, dám nhận luôn. Vâng. Cô nào cũng xinh ạ. Cô nào cũng xinh. Hồi nãy con Hân Trần thay mặt cô, con hỏi nó cho. Thì ở trên đây có nhiều người kiếm mấy anh YouTube, mấy ảnh cũng dễ thương, là đưa thông tin chính xác, kịp thời. Đó, vậy đó, phải không chị? Ý em nói vậy là đúng không? Mặt à, nghe tiếng chưa biết mặt. Wow, vậy nghe tiếng chưa biết mặt thì hôm nay là chị biết mặt hết rồi, cô chú anh chị ơi. Giờ mình tự giới thiệu đi. Tự giới thiệu em là Hân Trần. Em là Tâm Sì Phó. Là nữ nhân TV á. Chàng cố định TV. Thôi bây giờ mọi người cứ để cho mấy chị ngồi đi. Đây là tôi ngồi không cần mấy chị quá rồi. Không có ngồi được. Cho chị Phong thì thay chưa? Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn tất cả quý khán TV ước của anh chị. Mình đi chùa ở đâu hả chị? Mấy em xếp hàng vô đi, anh Hân Trần lì xì mỗi đứa 20 ngàn. Có nói à, có không?
Vậy là mỗi người bao người chai nước đúng không? Cái anh buôn bò này thì mà hai tám anh còn lì xì chứ mà.